là sau gần 2 tháng chờ đợi thì 12 phố Mắc mặc dù là vẫn chưa có hàng về. Tuy nhiên là cái thời điểm cuối tuần vừa rồi thì lượng khách trade-in lên đời khá là đông, nên em đã thu vào được khoảng tầm chục em 12 phố Mắc để chia cho anh em. Kiểu gì sau cái video này ấy, thì cũng có rất là nhiều anh em vào bảo là làm gì có cái chuyện mà khách hàng bán lại cho lên đời nhiều như thế. Nhưng đấy là đối với anh em nào chưa biết đến chính sách của Hoàng Kiên thôi. Đối với bánh ngoài ấy, thì Hoàng Kiên thu vào 90% giá web. Mà nhiều khi cái giá của Hoàng Kiên thu vào ấy còn cao hơn cả cái giá anh em mua, nên là cái chuyện anh em trade-in khá là đông. Còn đối với máy của Hoàng Kiên ấy, Hoàng Kiên thu vào 100% giá bán lẻ, nên cái chuyện lên đời hàng ngày đấy là điều bình thường. Thì những con máy như này ấy, thì bên em thu lại nó thật sự rất là an tâm. Thứ nhất ấy, là anh em mua những con máy như này thì anh em không cần phải test gì nhiều, bởi vì người dùng trước họ đang dùng ổn định và khi mang qua cửa hàng ấy thì kỹ thuật cũng đã kiểm tra, test lại cẩn thận và sau đấy giữ thêm 2 ngày để test mọi chức năng chuyên sâu rồi. Cái này ấy, thì vừa đảm bảo được chất lượng máy đến cho anh em và vừa giảm thiểu được rủi ro cho cửa hàng, nên là mọi công đoạn kiểm tra chất máy thì đều cực kỳ cẩn thận và kỹ càng, nên là anh em hãy thật sự yên tâm nhé. Thứ hai là khi mà tất cả các máy đã được test hình thức không xước sát này, không cấn móp mạnh này, mọi chức năng cũng đã được kiểm tra là ổn định hết rồi ấy, thì đều được mở ra và dán tem xong đầy đủ như này nhé. Thì đây là bên trong của một con 12 Pro Max zin nguyên bản đã đủ mọi điều kiện để nhập vào nhé. Tất cả mọi thứ đều zin. Đây, IC màn anh em có thể nhìn ở dưới này nhé. Đấy, rất đẹp, phẳng và không có dấu hiệu đâm, trọt hay là hán nhức gì cả nhá. Đấy, camera vẫn nguyên các lớp xốp đệm này, quỳ tím trắng nhá. Đây nhá, còn pin zin này. Pin zin thì phông chữ cũng rất đều và đẹp, siêu pin vuông vắn ngay ngắn. Tiếp đến là main nhá. Main của một con máy zin này, anh em có thể nhìn này, không có dấu hiệu gì bất thường, còn nguyên, đẹp, không có dấu hiệu khò, hàn, chảy dầu mỡ gì cả nhá. Em nghĩ là đối với anh em nào mà chưa có kinh nghiệm ấy, thì khi mà đi mua máy được mở ra kiểm tra và thấy mọi thứ gọn gàng, sành đẹp như này là ok nhá. Và những cái con máy như thế này ấy, sau khi bên em đã mở ra kiểm tra thì sẽ dán lại một lớp răng để vẫn có thể kháng nước nhẹ và giúp anh em yên tâm sử dụng hơn nhá. Và tại cái thời điểm này ấy, thì nhu cầu người mua 12 Pro Max thì khá là cao, còn máy thì lại rất là hiếm, nên là dẫn đến cái tình trạng là cầu nhiều hơn cung. Và giá máy thì được đôn lên cao, nên là dẫn đến những cái tình trạng máy không chuẩn này, spa đã thay thế kính lưng màn hình rất là nhiều. Nên là anh em đi mua 12 Pro Max tại thời điểm này phải cực kỳ cẩn thận, bởi vì anh em có thể sẽ phải bỏ ra một số tiền khá cao nhưng thu lại một con máy không chuẩn và đã thay thế linh kiện. Còn máy bên em ấy thì là cam kết không zin, hoàn tiền tặng máy, anh em có thể mang đi bất kỳ đâu kiểm tra. Nếu quan tâm hãy comment phía dưới để em có thể tư vấn chi tiết hơn nhé.